Đây một số nơi á, lợi dụng cái độ hot của cái visa lao động nông nghiệp 403 do chính phủ Úc thông qua 1.000 đơn lao động dành cho người Việt Nam. Cái đơn này á, cái yêu cầu nó dễ, độ tuổi từ 18 đến 55, cho nên các anh chị hơi lớn tuổi một xíu thì có cơ hội và không đòi hỏi bằng cấp tiếng Anh, chỉ cần các anh chị học tiếng Anh giao tiếp là được. Và một số nơi thì lợi dụng cái độ hot của visa này để mà nhận tiền online giữ chân, hay là đóng tiền 10%, 20%, quảng cáo nợ 80 đến 90% phí ra visa mới đóng tiền. Thì các anh chị cẩn thận nha, vì cái số lượng visa này nó không nhiều đâu các anh chị. Và nó nhận đơn thông qua Bộ Lao động. Công ty Bộ Lao động á, nó phân phối cho một vài công ty có giấy phép xuất khẩu lao động ở trong nước mình được phân phối cái đơn này thôi. Và dự kiến trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7 này thì Bộ Lao động mới công khai cái giá chính thức và cái lộ trình đóng phí. Dâu Tràm con yêu bé khỏe mẹ luôn vui. Ê bà Phương ơi, tôi nói thật bà nè, bà ăn bà ở sao cho có đạo đức chút xíu nha. Chứ nhiều người, tôi nói thiệt sự với bà, tôi nói thiệt sự, người ta chửi ở trên mạng, người ta nói bà ở trên mạng như thế, mà bà công nhận bà cũng lì mà lì, tôi thiệt không thể nào chấp nhận được á. Gạt con người ta đóng tiền đi Canada đó, bà sếp của tôi đó, sếp là thần tượng đó, sếp là những cái người mà gọi rằng là bà thần tượng, bà idol đó. Thôi bây giờ tôi nói, tôi lật bài ngửa cho mọi người biết nè, là bà này đã ăn chia với nhau. Cho nên chính vì vậy hồi trước á, tôi có đón già đón non á, là chắc là một video trả bao nhiêu tiền đó, rồi bà này đang nợ cái bà đó bao nhiêu tiền đó, rồi lúc đó rồi chắc làm video để trả nợ. Nhưng mà không phải. Mọi người xem lại nha, em nói thì bây giờ thì em tin rằng 99% em sẽ đúng. Bởi vì sao? Bởi vì là một cái hợp đồng ăn chia xong rồi làm hồ sơ á, đâu có đi được đâu mọi người. Cái thứ hai nữa, tiền vào tài khoản cá nhân của giám đốc. Giám đốc chi những cái khoản tiền mà chi ra cho người ta không có đúng mục đích để làm hồ sơ. Không phải chuyển tiền cho luật sư, không phải chuyển tiền cho bất kỳ một ai, mà tiền ra chỉ là tiền ăn xài và chuyển cho người thân. Anh chị xem coi thử, làm từ bao lâu nay rồi có đi được không? Không có cái hồ sơ nào đi được hết á, đợi cho hết năm xong xuôi rồi là hết hợp đồng. Anh chị thì cái người đi sẽ mất nè. Thứ nhất là mất tiền, thứ hai mất thời gian, thứ ba ôm cục tức trong người. Và những người đó là những người mưu cầu muốn làm giàu, mưu cầu muốn được đổi đời, nhưng nào ngờ vùi xuống đất luôn. Tôi đã có một người ở Quy Nhơn Bình Định nộp hồ sơ vô đây đã đóng 300 triệu và tiền vay là 18% trên một năm. Anh chị nghĩ đi, 18% trên 300 triệu trên một năm phải trả một tháng là bao nhiêu? Đúng chưa? Rồi anh chị tính ra, anh chị nên nhớ một điều rằng, nó quảng cáo nhưng nó không có bao giờ có trách nhiệm tới cái lời nói của nó đâu. Và một cái mánh khóe thêm một cái nữa, một người quảng cáo lôi về cho sếp xử lý. Thì bây giờ anh chị trách ai? Không có trách ai được hết. Lời quảng cáo thì không làm gì được nó. Không có gì để mà mình bắt bẻ được nó hết. Cho nên chính vì vậy, người thiệt thòi chính là mình đó mọi người. Nên mọi người ơi, hãy thận trọng và thận trọng giúp cho Vũ. Nếu anh chị em đang làm trong nhà nước, hoặc là anh chị em đang làm ở một cái gọi là quản lý con người, hoặc là Sở Lao động Thương binh Xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, hãy can thiệp vào vấn đề này để giúp cho người dân. Vũ đang ở Canada và Vũ và tất cả nhiều người ở tại Canada chia sẻ rất là nhiều về cái nội dung đi lao động, và thậm chí rằng là người Việt Nam mình nếu mà đi làm mà không có tiếng Anh thì chắc chắn một điều là không bao giờ làm được điều gì hết mọi người ơi. Chỉ có một cái lần là gạt con người ta mà thôi nha. Nên anh chị em hãy thận trọng và hãy chia sẻ những video như thế này để cho bà con hiểu và bà con biết né ra. Tiền bỏ trong túi mình mà để cho nó lấy ra xong rồi á, mình đi theo giống như rằng là bỏ, gọi là mà thả gà ra vườn để mà dí nó đó mọi người nha. Mọi người hãy cẩn thận, cẩn thận và cẩn thận. Vũ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Dâu Tràm con yêu bé khỏe mẹ luôn vui.